Chủ đề Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp trong tháng 5 năm nay có thông điệp đo huyết áp đúng, kiểm soát huyết áp tốt, sống lâu hơn, nhằm nâng cao nhận thức về bệnh tăng huyết áp, thúc đẩy các phương pháp đo huyết áp chính xác và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện kiểm soát tăng huyết áp để sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn. Đây là vấn đề nhiều người dân quan tâm bởi hiện nay máy đo huyết áp điện tử được sử dụng khá phổ biến tại gia đình. Tăng huyết áp là bệnh mãn tính phổ biến gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm và cũng là một trong 8 bệnh gây tử vong lớn nhất hàng năm trên thế giới. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ lớn của các bệnh suy tim, đột quỵ, bệnh mạch vành, rối loạn chức năng thận, mù mắt. Do đó, để phòng ngừa bệnh tăng huyết áp, mọi người cần duy trì cân nặng hợp lý, giảm căng thẳng, có chế độ ăn uống khoa học, bổ sung các thực phẩm, đặc biệt là thường xuyên theo dõi huyết áp tại nhà, kiểm tra định kỳ. Để có kết quả chính xác khi đo huyết áp điện tử tại nhà, người dân cần lựa chọn thương hiệu máy đo huyết áp uy tín và đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Cái máy đo huyết áp tại nhà là cái máy đo huyết áp đó để tham khảo thôi. Nó không có chắc chắn 100% giống như cái máy đo huyết áp của bác sĩ. Cho nên nó có thể chênh lệch từ 1 tới 2, 10 tới 20 mm/cm. Do đó thì nhưng mà cái chỉ số huyết áp á, thì nó có cho phép trong cái khoảng, thí dụ như huyết áp tối đa từ 130 trở xuống thì mình không cần phải uống thuốc huyết áp, 120 trở xuống là bình thường, 130 thì là theo dõi, 140 trở lên thì bắt đầu uống thuốc huyết áp. Còn huyết áp tối thiểu á, thì 90 trở xuống thì mình theo dõi, còn 90 trở lên thì mình sẽ uống thuốc. Nhưng mà uống thuốc lần đầu tiên thì lần thứ hai mình đo lại huyết áp, coi huyết áp nó có được hay chưa. Nếu chưa được thì mình phối hợp thêm thuốc, còn nếu được rồi thì mình giữ thuốc đó uống mãi. Nhưng mà cũng nên khuyên người bệnh là uống thuốc đúng cử, uống thuốc đều đặn, không nên bỏ.